Christmas, that is ridiculous. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ đi tiêu diệt những con quái vật bồn cầu các bạn ạ. Không biết mình có thể tiêu diệt được sạch những con quái vật bồn cầu đấy không? Thì các bạn cùng nó cho xem hết video nha. Và đừng quên để lại cho mình like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, cùng mình đi tiêu diệt những con quái vật bồn cầu thôi. Đấy các bạn ơi, nhân vật của mình đây. Ok, bây giờ sẽ đi lấy vũ khí này. Đấy, nhìn kìa ở phía trên các bạn có thấy không? Ok, mình sẽ nhảy lên và kìa, ui các bạn ơi, nhìn này, một cục xít này siêu to luôn. Ấy ấy, nào, ôi rồi rơi xuống rồi. Nào, mình sẽ phải đi lên và tiêu diệt những con quái vật bồn cầu ở phía trên. Ôi không các bạn ơi, bị những con quái vật bồn cầu kia tiêu diệt mất rồi. Mình chưa lên đến nơi thì đã bị thất bại. Nãy nha. Được rồi, nào, sẽ cố gắng lên. Nhảy lên, đúng rồi, ôi, nhảy lên nào. Rồi, đi vòng ra đây, đây. Đấy, nhảy lên, đúng rồi, nhảy tiếp, rồi. Đấy, chiến, rồi, nhảy lên, đấy, các bạn ơi, quay lại, đấy, thấy chưa, wow, đấy, rồi, ok, rồi. Đã tiêu diệt được hai tên rồi các bạn ơi, nhảy tiếp lên nào, đúng rồi, kia rồi, wow, đã nhìn thấy bên này các bạn ơi, đây này, ôi trời, các bạn ơi, dẫm vào cục xít thế là bị tèo, rồi, lại nha, nào, hên, rồi, lên, rồi, ui, lên nào, anh em ta cùng nhau đến đi, lên nào, ok, đấy, nhảy, được rồi, đấy, nhảy tiếp, hên, đi nào, được rồi, còn hai con kia, mình sẽ sang mình tiêu diệt nó, đúng rồi, nên, rồi, ok, ấy, chạy lấy cái cục xít đấy ra, rồi, ấy, chạy đi, đúng rồi, ấy, chạy đi, đúng rồi, đã tiêu diệt được một con nữa, hai con, ok các bạn ơi, đâu, wow, còn một con bên kia nữa, được rồi, mình sẽ đi sang nào, ten, nhảy sang, chạy đi, đúng rồi, chiến, ten, yeah, các bạn ơi, đã tiêu diệt hết được rồi, tiếp tục các bạn ơi, đâu, ấy, lấy vũ khí, đúng rồi. Nào, bây giờ thì những con quái vật bồn cầu đâu ra đây? Nhảy lên xem nào các bạn ơi. Ok luôn, nhảy lên. Trời ơi, cao quá không nhảy được các bạn ạ. Cao quá không nhảy được. Ui, rồi chúng ta sẽ đi vòng đường khác xem nào. Đâu, những con quái vật bồn cầu đâu? Ten. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm nó. Đi phía xa xem. Không có các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ phải đi đâu đây? Đi vào đây xem cái gì đấy. Ui, dùng nhà này các bạn ơi. Bình tĩnh, mình sẽ nhảy lên này. Đấy, nhảy được rồi các bạn ơi. Ok luôn. Rồi, nhảy xuống. Đấy, nhảy lên. Nào, đi nào. Ui, các bạn ơi, ở phía dưới kia, mình nhìn thấy một con quái vật bồn cầu. Wow, rồi, đang nhìn thấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lao xuống và chiến đấu với nó nha. Rồi, ui, các bạn ơi. Kìa. Ấy, chém đi, đúng rồi, chém đi. Đúng rồi, à, thôi các bạn ơi. Hỏng. Không tiêu diệt được nó. Ok, lại nào các bạn ơi. Đâu. Trời, đi nào. Nhảy, quen. Rồi, bình tĩnh. Nào, đi. Nào, dò. Chúng ta sẽ đi bình tĩnh các bạn ơi. Ok luôn. Rồi, đi tiếp nào. Chăng, để tìm những con quái vật bồn cầu để mà tiêu diệt nó, đúng không? Ok luôn. Nào, thôi, để xem mình đi hết chỗ này xem. Ồ, đây các bạn ơi. Con quái vật bồn cầu ở phía dưới này, các bạn có nhìn thấy không? Rồi, nào, bây giờ mình sẽ lao xuống, chiến đấu với nó. Ơi, nó đuổi mình. Ui, đuổi mình nữa. Không có. Ui, chạy đi. Được rồi. Chăng. Ôi, rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục nào. Wow, bây giờ đã đi ra bãi biển rồi các bạn ơi. Wow, thôi, rơi xuống biển các bạn ạ. Chưa gì đã được tắm biển rồi. Ok, này các bạn nha. Nhìn kìa, các con quái vật kia đang ném xích ra các bạn ạ. Ok, nào, đi nào. Nhảy qua đây, đúng rồi. Đi tiếp các bạn ơi. Nhảy, rồi. Nhảy lên để chiến đấu nó. Nào, nhảy, đúng rồi. Wow. Nào, chiến đi, đúng rồi, chiến đi nào. Ui, wow. Yeah, sheng. Các bạn ơi, đã tiêu diệt được một con rồi. Đâu, tiếp tục. Wow, bên này các bạn ơi, bên kia và bên kia nữa.
rất là nhiều luôn. Ok, mình sẽ đi sang. Nhảy, nhảy, xem. Được rồi, wow, wow, yeah, xem. Ok, đã tiêu diệt được 2 con các bạn ơi. Còn 1 con bên này, đầu đầu, 1 con bên kia nữa. Ui, con bên kia sao mà to thế các bạn ơi. Wow, 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 làm rồi lắm. À, thôi thôi các bạn ơi, dẫm vào cục xít rồi. Không sao, chúng ta sẽ đi lại nào. Xem, rồi, lé. Lé rồi. Ui, chỗ này rất là nhiều cục xít luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ phải cẩn thận hơn. Ấy, nhảy lên đây. Đúng hên. Nào, nhảy lên nào. Ok luôn. Rồi. Lé những cục xít này ra các bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhảy sang bên này và tiêu diệt con quái vật bột cầu màu xanh này. Ok luôn. Nào, nhảy. Đúng rồi. Ơi là bên này xem. Ui, các bạn ơi. Dẫm ngay vào cục xít đứng sau. Không sao, các bạn like video cổ vũ mình đi nào. Ok, ok, nào, like nào. Rồi, đi thôi. Yeah. Đúng rồi, chúng ta đã đi qua rồi các bạn ơi. Nào, chúng ta sẽ nhảy lên. Đấy, rồi, đi qua nào. Lượt qua nào. Ok, rồi, nhảy sang đây. Đúng rồi, ui, may quá cục xít này không có các bạn ơi. Nào, chém đi. Xem. Rồi, các bạn ơi, nhìn này, đã tiêu diệt được rồi. Ok, wow, bây giờ sang chiến đấu với con quái vật bồn cầu siêu to này các bạn ơi. Ok luôn, nhảy sang. Rồi, bắt đầu chiến đấu nào. Ui, sao con này nó to thế các bạn ơi. Chém đi. Các bạn ơi, đã tiêu diệt được hết cái màn đấy rồi. Victory. Rồi, màn tiếp theo nào. Ok luôn, đi. À, vũ khí đây rồi. Đâu. Ồ, những con quái vật bồn cầu đâu ta. À, mình đã nhìn thấy một con. Rồi, chiến đấu với em Shen. Ok, đã tiêu diệt. Wow, sao mà nhiều thế. Ui, các bạn ơi, vây quanh mình nè, rất là nhiều luôn. Wow, chiến đi, đúng rồi. Shen. Ok, đâu. Yeah, lại tiêu diệt được hết quái vật ở màn này. Lại victory rồi. Ok, tiếp tục. Rồi, ui, cái vòng này các bạn ơi, chạy ra đây nhanh nào. Rồi, ok luôn. À, đây rồi, đã xuất hiện một con quái vật bồn cầu. Rồi, 2 con, wow, 3 con, ui, 4 con, 5 con, wow, 6 con, 7 con, 8 con. Sao mà đông thế các bạn ơi. Chiến đấu, chang. Ôi, các bạn ơi, bị những cái vật bồn cầu kia ném xít ra. Ok, lại nha. Được rồi, cố gắng. Rồi, ui, mình đã nhìn thấy một bên có cái vòng này nữa các bạn ơi. À, đã xuất hiện được một con này. Ok, rồi, ui, bên này, chạy thôi, anh em ơi, ui, đông quá anh em ơi. Ui, sang bên này, đây rồi, đã thu thập đi, đúng rồi, chen, wow, các bạn ơi, rồi, chỉ còn một con thôi, yeah, chỉ còn 2 con, ui, 3 con, wow, con này sao mà to thế các bạn ơi, nhìn này, wow, to đúng luôn, wow, chém đi, yang, tè lại, victory nữa. Ok các bạn ơi, vừa rồi, mình hóa thân thành một nhân vật và cầm kiếm đi tiêu diệt hết những con quái vật bột cầu các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.